đây là ca nấu mì giá rẻ được mệnh danh là vua cô đơn, cực kỳ hot trend trên TikTok Trung Quốc, giá 75.000. Còn đây là ca nấu mì phổ thông cao hơn 200.000, dành cho những sinh viên chuyên nghiệp hơn. Vậy thì nấu mì của người cô đơn hay nấu mì của sinh viên chuyên nghiệp, nấu mì nào sẽ tốt hơn? Số này chúng tôi làm ra là để so sánh vì sinh viên, các cháu chuẩn bị đến đây đi học rồi. Về ngoại quan, ca nấu mì giá rẻ của tôi cực kỳ sexy, bảnh chọe với màu be trendy. Bên ngoài như thế này thì nó có một lớp vỏ nhựa nên là các bạn có thể cầm vào và không sợ bị bỏng tay như kiểu mấy cái ca đắt đỏ như thế này. Cái thứ hai nữa là bên trên các bạn nhìn thấy cái nắp không, nhìn trông như là hai cái mông vậy, cầm vào rất dễ dàng. Đặc biệt cái lớp lót bên trong là lớp chống dính, và do giá rẻ nhưng nó vẫn đem đến cái công suất là 450W. Tổng qua lại đây quả là một ca nấu mì Trung Quốc. Nhìn cũng xinh, cũng được đấy, nhưng không thể bằng ca nấu mì của tôi đâu. Chất liệu là bằng inox 304, chất liệu cực kỳ tốt, và đặc biệt cái nắp của nó nhìn là xịn hơn hẳn rồi. Nắp này là nắp kính thủy tinh. Và có thêm một cái chiết áp rời. Cái của tôi là cũng không cần phải chiết áp cái gì cả, cái của tôi là nhấc luôn. Công suất của cái dụng cụ nấu chuyên nghiệp này là 600W nha các bạn. Và nhìn thì trông nó đúng là cường hơn hẳn. Các cháu là có thể là dễ dàng là cầm như thế này để ăn mì. Có cả vặn luôn, tùy chỉnh mức nhiệt, khá là tinh tế. Bây giờ chúng tôi sẽ test cho các bạn, gồm có 3 bài test. Bài test đầu tiên chúng tôi sẽ test thời gian làm sôi nước. Bài test thứ hai chúng tôi sẽ test cái khả năng chống dính của nó. Và cái thứ ba là cái cảm giác khi mà nấu mì lên thì nó tiện lợi như thế nào. Ok. Vậy bài test đầu tiên là gì? Đó chính là thời lượng sôi. Thôi bây giờ tôi lại cứ thích là làm cái bài test này cơ. Bài test trứng trước cơ. Thế có cần dầu ăn không nhỉ? Không cần, bây giờ test chống dính là phải không cần dầu ăn chứ. Đầu tiên là cái này. Cái này là mở lên đúng không? Nó chỉ có một chế độ thôi. Nó vừa dễ hỏng vừa dễ vừa khó để lau chùi ấy. Anh Đức sờ tay vào xem nóng chưa? Có, nó ấm. Đây này, nó bốc khói rồi đây này. À, test chống dính này. Giấy. Này gì? Ê, nó chưa đủ nóng. Hay nó nóng đến thế là mắc rồi. Ôi, con này làm nóng lâu lắm, lâu lắm. Hình như là nó không nóng nữa ấy. Ôi, thế thế, hình như không nóng luôn. Không, con này nó làm nóng lâu. Con này làm nóng các bụp bập bõm lắm. Nếu mà bạn dùng con này để mà xào nấu ấy, hay là làm các cái món ăn khác với cái lửa như thế này thì các bạn làm nó còn khó chịu thêm ấy. Cái này chỉ nấu mì thôi. Ừ, chỉ để dành nấu mì thôi. Ca nấu mì mà lại bắt nó nấu trứng ấy. Sát chảo lắm, sát lắm. Đây gọi là chúng tôi test chống dính lên, chứ còn để mà làm đẹp hơn thì các bạn nên có một ít dầu. Nhưng mà thực ra 75.000 không thể đòi hỏi cái việc nó chống dính quá tốt được. Nói chung là cũng tạm được. Chống dính là chống dính được, tuy nhiên là để mà quá kỳ vọng vào nó như kiểu là những cái chảo chống dính đắt tiền thì không có đâu. Còn gì có. Với chiếc nồi số 2 công suất là 600W và chất liệu nó là inox 304. Nhưng mà inox 304 chắc chắn nó sẽ không chống dính được đâu đúng không? Được, nói chung là nó phụ thuộc vào nhiệt nữa. Để mà chống dính tốt thì nó do kỹ năng của người đầu bếp. Nhưng mà cần có dầu, nói chung là cái chất liệu lớp bề mặt này ấy, mình test này hơi ngu đấy. Mấy cái này nó đâu phải là mấy sản phẩm chống dính đâu, tự nhiên mình test như này. Có bị điên không? Ê, làm nóng rất nhanh luôn, vừa bấm phát lên luôn. Làm nóng nhanh luôn, phải không? Đó, 600W nó phải khác chứ, 250. Cái này làm nóng nhanh thật. Đấy, ok luôn, săn luôn bề mặt với còn gì nữa, đúng không? Đây này, anh thấy bên ngoài này nó bắt đầu săn lại này. Nhưng mà rõ ràng cái này là inox, thế nên là nó chắc chắn là nó bị sát rồi. Nhưng mà hình như là cái lượng nhiệt nó phân bổ không đều đâu. Bên này cái lòng trắng trứng còn nguyên này, nó chỉ nóng ở cái vòng tròn. Nó chỉ nóng ở cái tâm trước đã. Nói chung là đúng là mấy cái này chỉ chuyên nấu mì này. Các bạn có tham vọng mua những cái sản phẩm này về để nấu ăn thì các bạn nên cân nhắc nhé. Thôi được rồi, cái này nó dính không lắm. Thế thôi. Nó dính lắm, cái này dính lắm. Về cái bài test chống dính thì chúng tôi nhận định là hai cái này chống dính cũng phỏ phạch thôi. Phỏ phạch như nhau. Phỏ phạch như nhau thôi. Còn kia ngon hơn. Bây giờ để cho thực tế hơn thì chúng tôi sẽ test nấu mì thực chiến. Và chúng tôi sẽ đổ vào mỗi một cái nồi này là 450ml, tức là khoảng nửa cái can 1 lít của anh Hoàng Alo này. Các cháu bây giờ nếu mà ăn mì thì cũng sang mồm lắm, nên là cũng không gọi mì tôm cũ đâu. Mấy cái mì Hàn này này thì nó sẽ phải hơi nấu một tí. Đây, mấy bát mì các cháu bây giờ nó to lắm. Nó toàn như này thôi. 3, 2, 1, bắt đầu. Mắc công suất này. Chúng ta đậy nắp lại được không? Đậy nắp chứ. A few moments later. Thật bất ngờ của Trúc Nhân các bạn ơi. Cái nồi bé này sôi trước ạ. Còn cái nồi lớn này còn lâu, chắc là do dung tích nó lớn nhỉ, hoặc là do thông số bỉm. Cái nồi bé này sôi trước trong khoảng là 6 phút. 6 phút.
Còn lại cái nồi này đang công suất 600W, nó phải sôi nhanh hơn chứ, lượng nước bằng nhau mà. Thôi tôi là xin phép nấu mì của tôi trước nha anh Đức nhé. Đấy, cái này nó mới lăn tăn rồi ạ. Thảo nào đây là ly nấu mì số 1 trên Trung Quốc. Hot trend Trung Quốc. Cu này cũng ngục luôn. Đấy không ạ? Ôi. À đấy đấy, trong sẵn thời gian đấy thì bên này cũng đã đồ sôi này. Đó, 7 phút 45. Có lẽ là sôi lâu thì nước nó ngon hơn. Nhưng mà được cái là cái đấy nó dung tích nó nhiều hơn, nấu được nhiều món khác nhau hơn. Có thể là ngồi ăn lẩu luôn chẳng hạn. Ừ, đấy, đây là tình trạng sang bên nồi anh Đức. Rồi, của tôi đã xong. Tắt đi, được cái là cái này là mì chuyên nghiệp hẳn. Ồ, cầm lên các thứ là vẫn cầm ok nha. Không bị bỏng, ăn mì cái này là khá là dễ dàng đấy. Có một cái là khiến cho cái này hot trend. Tại sao? À, hai cái quả mông đấy là vừa ăn xong rồi vừa xem tivi. Ừ. À, tiện lợi đấy. Cái này là am hiểu sở thích, thói quen hành vi người dùng của này. Giới trẻ, các cháu là lên học không chịu học các thứ, tối về ngồi cái phim cái Running Man thì chứ. Ừ. À, cầm cái này là phong cách sống là đi lên hẳn đấy bạn ơi. Nào anh Đức thử phong cách ăn mì của bên anh là nó như nào. Của tôi là đây, nhấc lên là xong, không cần phải rút dây điện. Rồi, xong. Bắt đầu ăn đi ạ. Nguy hiểm quá. Đây, cầm sờ dưới cũng vẫn được. Đó. Sờ dưới. Ôi giời ơi. Trông chịu quá. Để mà nói thì hai cái này đáng mua đấy. Đáng mua chuyên cho mảng mì. Đúng rồi. Thực ra cá nhân tôi nhá, tôi là một người không nấu cơm. Tôi nên tôi không cần bếp ga. Tôi không cần nồi. Tôi cũng chả cần phải mua thêm bát. Tôi mua đúng một cái này. Có bếp, có nồi, có bát luôn. Mà nói chung là các cháu đầu tư thì đầu tư cái giá 200 này này. Dùng công suất nó lớn với cả nhìn trông nó bền, nó cườm hơn. Còn lại mà xinh đẹp các thứ, kiểu các bé bánh bèo các thứ, mua cái 75 nghìn này về dùng là vẫn dùng được. Tuy nhiên là tôi không biết là thời gian lâu dài sử dụng nó như nào thôi. Cả hai cái này là cũng đều là những sản phẩm dùng được, gọi là tạm được. Ok mà, sinh viên mua này hợp lý.